Chào các bạn. Bạn có bao giờ ngồi nghĩ đi nghĩ lại về một vấn đề mà cuối cùng chẳng đi đến đâu không? Đó chính là overthinking, overthinking hay còn gọi là tư duy quá độ, là một hiện tượng mà bạn cứ ngấm đi nghĩ lại một vấn đề đến mức rối loạn. Nó giống như việc bạn cứ mở lại một bài hát buồn hoài dù biết rõ rằng nó làm bạn khóc nhiều hơn là cười. Mọi thứ bắt đầu từ những suy nghĩ bình thường nhưng rồi, giống như một con thỏ trong hang Alice, bạn rơi vào một vòng xoáy vô tận của những lo lắng, dự đoán và cảm giác bất an. Overthinking không phải là việc suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề để tìm ra giải pháp. Ngược lại, đó là việc suy nghĩ quá nhiều về những điều đã qua hoặc chưa tới mà chẳng mang lại kết quả gì. Bạn có thể bắt đầu với một câu hỏi đơn giản như mình đã khóa cửa chưa và cuối cùng lại tự vấn bản thân về toàn bộ cuộc đời mình. Lý do sinh ra overthinking có nhiều lý do khiến chúng ta rơi vào trạng thái này dưới đây là một số thủ phạm chính một căng thẳng và lo lắng khi cuộc sống đầy dẫy những áp lực não chúng ta có xu hướng phân tích mọi thứ kỹ càng hơn để tìm ra giải pháp nhưng điều này đôi khi lại trở thành gánh nặng hai kỳ vọng xã hội những áp lực từ gia đình bạn bè xã hội khiến chúng ta lo lắng về việc mình có đang sống đúng chuẩn hay không ba quá khứ và tương lai Suy nghĩ về những gì đã qua và lo lắng về những gì chưa đến có thể biến bạn thành một nhà phân tích không chuyên. Bốn sự không chắc chắn, không biết rõ điều gì đang chờ đợi phía trước khiến chúng ta cứ suy đi nghĩ lại về mọi khả năng có thể xảy ra, biểu hiện của overthinking dấu hiệu nhận biết. Bạn có phải là một overthinker? Dưới đây là một số dấu hiệu giúp bạn nhận ra. Một ngẫm lại quá khứ, bạn thường xuyên hối tiếc về những quyết định đã qua nghĩ về những gì bạn đã nói hay làm và tưởng tượng ra những kịch bản khác hai lo lắng về tương lai bạn thường tự hỏi liệu mình sẽ thành công hay thất bại liệu những điều tồi tệ có xảy ra không ba phân tích quá mức bạn dành quá nhiều thời gian để cân nhắc mọi khía cạnh của một vấn đề thay vì hành động bốn mất ngủ những suy nghĩ liên tục không ngừng có thể khiến bạn khó ngủ hoặc ngủ không ngon năm thiếu tập trung bạn cảm thấy khó khăn trong việc tập trung vào nhiệm vụ hiện tại vì tâm trí bạn cứ đi lang thang. Tác hại của overthinking khi tư duy trở thành kẻ thù. Overthinking không chỉ làm bạn mất thời gian mà còn gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe tinh thần và thể chất. Một gây căng thẳng, khi não bạn làm việc quá nhiều, cơ thể bạn cũng căng thẳng theo, dẫn đến đau đầu, mệt mỏi và các vấn đề về sức khỏe khác. Hai gây trầm cảm suy nghĩ quá nhiều về những điều tiêu cực có thể dẫn đến trầm cảm một căn bệnh không nên xem nhẹ ba gây rối loạn lo âu lo lắng về mọi thứ từ việc nhỏ nhặt nhất đến những vấn đề lớn hơn có thể dẫn đến rối loạn lo âu bốn gây mất ngủ những đêm trắng vì suy nghĩ quá nhiều làm giảm chất lượng giấc ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể năm ảnh hưởng đến quyết định bạn trở nên do dự và thiếu quyết đoán vì cứ phân vân giữa quá nhiều lựa chọn Cách giải quyết overthinking, tạm biệt những suy nghĩ quá độ. Đừng lo lắng, có nhiều cách để bạn ngừng overthinking và tìm lại sự bình yên trong tâm trí. Dưới đây là một số biện pháp hiệu quả. Nhận diện suy nghĩ tiêu cực, khi bạn nhận ra mình đang bắt đầu overthinking, hãy dừng lại và tự hỏi xem những suy nghĩ đó có thực sự cần thiết không. Tập trung vào hiện tại, hãy sống trong khoảnh khắc hiện tại bằng cách thực hành mindfulness, chánh niệm và tránh xa những suy nghĩ về quá khứ hay tương lai giới hạn thời gian suy nghĩ đặt ra một khoảng thời gian nhất định để suy nghĩ về một vấn đề sau đó hãy chuyển sang làm việc khác viết nhật ký ghi chép lại những suy nghĩ của bạn có thể giúp bạn nhận ra những mô hình suy nghĩ tiêu cực và tìm ra giải pháp thực hành thói quen lành mạnh tập thể dục ăn uống lành mạnh và ngủ đủ giấc có thể giúp bạn giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng tìm sự hỗ trợ, nói chuyện với bạn bè, gia đình hoặc một chuyên gia tâm lý để tìm ra những cách giải quyết phù hợp. Kết luận khi tư duy làm chủ thay vì làm nô lệ. Overthinking là một phần của cuộc sống hiện đại, nhưng không có nghĩa là bạn phải sống chung với nó mãi mãi. Bằng cách nhận diện và áp dụng những biện pháp trên, bạn có thể thoát khỏi vòng xoáy tư duy quá độ và tận hưởng một cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên hơn. Nhớ rằng Cuộc sống không phải là một bài toán cần giải đáp mà là một hành trình cần tận hưởng. Đừng để những suy nghĩ vô nghĩa làm bạn bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống. Hãy thả lỏng, hít thở sâu và nhớ rằng bạn không phải là nô lệ của suy nghĩ. Bạn là chủ nhân của chính mình. Có bí quyết nào mà bạn đã áp dụng thành công để vượt qua overthinking chưa? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn trong phần bình luận dưới video nhé và đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị khác từ mình cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại